lần lượt vượt qua các võ sĩ Khalid đến từ Pakistan, Jambon, Philippines và Chong Kran, Malaysia tại vòng loại Olympic khu vực châu Á diễn ra ở Thái Lan vào cuối tháng 11. Lưu Hình Châu đã xuất sắc giành được chiếc vé đến Olympic London năm 2012, đấu trường vinh dự nhất mà bất kỳ vận động viên thể thao nào cũng ước được một lần tham dự. Đây là phòng tập Taekwondo quận 4, nơi mà 10 năm trước, cậu thiếu niên Lê Huỳnh Châu khi đó mới 14 tuổi, bắt đầu chập chững những bước đầu tiên đến với môn võ cổ truyền của xứ sở Kim Chi. Nay ở tuổi 24, chàng trai sở hữu chiều cao 1m81 này là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả đội với tư cách là người đội trưởng của tuyến dự tuyển. Có một điều là sắp tới điểm G hôm đó là tự nhiên Thái Lan bị lũ lụt nên phải giờ lại. Nên đó là lúc đó là em phải chuẩn bị lại cái quá trình canh điểm G không độ. Cái khó khăn chung là em cũng ép ký nhiều, chung là mất sức, có phải phân sức kỹ trong các trận đấu. Huỳnh Châu là một trong số ít võ sĩ có thể thi đấu ở nhiều hạng cân khác nhau, 68, 63 và cả hạng cân lịch sử của Taekwondo Việt Nam 58kg. Hạng cân mà Trần Quang Hạ và Hồ Nhất Thống đã đem về hai chiếc huy chương vàng ASEAN danh giá cho Taekwondo Việt Nam vào năm 1994 và 1998. Cũng chính Trần Quang Hạ, huấn luyện viên mà Châu gọi bằng cậu, là người đã phát hiện và đào tạo Châu trở thành lớp hậu duệ xứng đáng kế thừa anh. Hiện nay Châu là một vận động viên nối tiếp ở hạng cân này. Và đối với Châu thì là một vận động viên về hình thể thì tốt và cái sự tập luyện rất là chuyên cần. Về chuyên môn thì có khả năng là tiếp nối được các bậc đàn anh đã đi trước. Đến với đấu trường Olympic, bên cạnh sự dẫn dắt của cậu Hạ, Huỳnh Châu còn được huấn luyện viên Trần Hiếu Ngân mách nước. Võ sĩ đến nay vẫn là duy nhất của Taekwondo Việt Nam đoạt huy chương trên đấu trường Olympic. Tôi nghĩ thì cái hạng cân 58 và với cái thể hình với cái chuyên môn hiện nay của Châu thì cũng có nhiều hy vọng. Qua cái giải tuyển chọn ở khu vực châu Á vừa rồi thì mình thấy cái trình độ của Châu thì có nhiều cái triển vọng và cũng đáng để được tin tưởng ở cái Olympic chính thức. Tuy nhiên, ít ai biết, niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tại Olympic London 2012 là đang sống trong căn nhà chỉ 10m² cùng mẹ và chị gái. Để tận dụng tối đa diện tích sử dụng, chiếc thang dẫn lên căn gác gỗ chống riêng của anh phải thiết kế dựng đứng như thế này. Rồi nói đúng ra cũng nhờ cậu Hạ cũng nâng đỡ, giúp đỡ phần lo cơ mẹ cậu Hạ đó, giờ cũng lo cơm nước cho cháu. Mình đi bán tối ngày, hy vọng cho cháu gặp điều may mắn, hy vọng cháu cái này cháu về có một cuộc sống vậy thôi. Chứ lúc lớn tuổi là đâu có đi tiếp được. Còn mình thì ao ước được có sức khỏe để lo cho cháu giặt giũ ở nhà vậy thôi. Không gian nhỏ hẹp vẫn không ngăn được ước mơ vươn tới tương lai rộng mở. Chàng sinh viên năm nhất trường Đại học Thể dục Thể thao vẫn ngày ngày miệt mài trau dồi kiến thức, cùng nung nấu khát khao cháy bỏng mang về vinh quang cho Tổ quốc tại Olympic London 2012.